Tập thể dục ngay thôi vì rất nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu nhé! 1. Tập thể dục giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. 2. Tăng cường sức bền, sức mạnh, sự linh hoạt và mức năng lượng. 3. Tăng cường sự săn chắc của cơ và sức khỏe của xương. 4. Tăng cường lưu thông máu và bạch huyết, cung cấp oxy đến các tế bào và mô. 5. Ngủ ngon hơn, thư thái hơn. 6. Giải tỏa căng thẳng. 7. Nâng cao lòng tự trọng và cảm giác khỏe khoắn. 8. Giải phóng endorphin, một loại hóa chất trong não giúp cải thiện tâm trạng và giảm đau tự nhiên. Hạ đường huyết, giảm thiểu nguy cơ kháng insulin và mắc bệnh tiểu đường. Duy trì cân nặng lý tưởng. Tăng cường sức khỏe tim mạch, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và huyết áp cao. Giảm tình trạng viêm và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác, từ ung thư đến sa sút trí tuệ. 13. Tăng cường hệ miễn dịch. Trên thực tế, thể dục có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, phân phối thành năng lượng cho cơ bắp, từ đó ngăn ngừa biến động trong hàm lượng glucose, insulin và giảm tình trạng viêm hay